Thưa quý khán giả, theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ, thì lễ khai giảng năm học mới 2021-2022 dự kiến sẽ được tổ chức vào sáng ngày 5 tháng 9 bằng hình thức trực tuyến. Lễ khai giảng được tổ chức lúc 8 giờ, điểm cầu trung tâm được đặt tại hội trường Ủy ban nhân dân thành phố và 9 điểm cầu tại Ủy ban nhân dân các quận huyện, 27 điểm cầu tại các đơn vị trực thuộc. Giáo viên, học sinh, phụ huynh xem lễ khai giảng qua đường link YouTube trên màn hình. Năm học 2021-2022, thành phố Cần Thơ có khoảng 247.000 học sinh mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố đã xây dựng các kịch bản ứng phó với tình hình diễn biến phức tạp dịch bệnh COVID-19. Trong đó, kịch bản thứ nhất, trường hợp thuận lợi nhất là học sinh đến trường học. Các trường đồng thời tổ chức hai hình thức dạy trực tuyến và trực tiếp. Trong đó, dạy trực tuyến chiếm 10-20% thời gian học. Nếu trường hợp khó khăn, dịch bệnh còn phức tạp, thì học sinh trung học không đến trường nhưng sẽ học trực tuyến 100%. Học sinh mầm non và tiểu học tiếp tục được nghỉ học đến khi hết giãn cách mới đến trường tập trung học tập.